Hôm nay 21 tháng 11, Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc với Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ. Bệnh viện Hòa Hảo Medic Cần Thơ hiện cung cấp các dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe và điều trị nội ngoại trú, gồm đủ các chuyên khoa, nội ngoại, sản phụ khoa, nhi khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt. Với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, cùng hơn 200 cán bộ nhân viên, gồm các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa. Qua hơn 6 năm thành lập, tính đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận khám và điều trị hiệu quả cho hơn 1 triệu lượt bệnh nhân. Đại tướng Phạm Văn Trà đánh giá cao cơ sở vật chất, trang thiết bị và công tác phục vụ y tế của Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ. Tin tưởng rằng bệnh viện sẽ tiếp tục phát triển trở thành địa chỉ khám chữa bệnh chất lượng cao của trong và ngoài nước, chứ không chỉ riêng thành phố Cần Thơ.